Thưa quý vị, với sự trở lại của các cầu thủ trụ cột sau khi có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam tràn đầy quyết tâm mang điều tin vui đến các cổ động viên nước nhà khi bước vào trận chung kết giải U23 Đông Nam Á trước đội tuyển U23 Thái Lan. Sự trở lại của các trụ cột đã giúp U23 Việt Nam triển khai lối chơi mạch lạc và tạo ra không ít tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Phút cuối cùng của hiệp 1, Trần Bảo Toàn đã khai thông thế bế tắc của trận đấu bằng một pha đánh đầu không thể cản phá, hạ gục thủ môn Narongsak. Hiệp 2 của trận đấu chứng kiến màn đôi công hấp dẫn của U23 Việt Nam và U23 Thái Lan với nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã bảo toàn tỷ số đến hết trận đấu và xuất sắc đoạt chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Thành tích này được coi là cú tạo đà hoàn hảo để U23 Việt Nam tự tin bước vào giải U23 châu Á sắp tới đây.